Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món sấu ngâm mắm tỏi ớt giòn ngon không bị váng ạ. Chúng ta có thể ăn thay dưa cà, mà dưa cà thì chúng ta ăn rất là nhiều cái hại, nhưng sấu thì nó lại rất là tốt. Sấu ngoài ra chúng ta ăn uống nó còn có tác dụng như chữa ho, đờm hay giải nhiệt nhé, chữa nhiệt miệng rất là tốt, và mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Các bạn ạ, để làm sấu ngâm mắm tỏi ớt thì các bạn cần chuẩn bị cho mình sấu là mình dùng 500g sấu nhé. Vài quả ớt tùy theo, các bạn ăn cay đừng nhiều thì chúng ta sẽ dùng ớt nhiều nhé, ớt xanh, ớt đỏ tùy theo nhé. Và tỏi các bạn cho mình khoảng 2-3 củ tỏi. Mắm thì mình sẽ nói sau, với nửa cân thì mình sẽ dùng 400ml nước mắm các bạn ạ. Và có thể dùng những loại nước mắm mà mình thường mình dùng nhé, và 200ml nước và 1 thìa muối và đường, 1 thìa canh đường các bạn nhé. Thì mình sẽ lấy xong. Bây giờ sấu thì đây là sấu non của mình nhé, mình vừa ngắt trên cây ạ, rất là tươi ngon như này. Nếu mà sấu già các bạn nên cạo phần vỏ này đi để cho cái phần sấu ấy nó không, cái vỏ nó không bị cứng ấy. Còn sấu non thì các bạn không cần phải cạo nhé. Các bạn có thể khía hoặc là mình cắt ra làm đôi quả sấu như thế này. Đây để. Sấu non nên hạt nó rất là non nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một ấu nước và mình cho vào đây muối nhé, ngâm cái phần sấu ạ. Không các bạn không bổ đôi thì các bạn có thể khía cái phần sấu như thế này ra. Là non như thế này. Mình làm như thế này cho đến hết, sau đó các bạn cứ ngâm trong nước muối chứ không mình như thế này nhé. Một lúc sau đó thì mình sẽ vớt ra để mình rửa lại ạ. Có thể tách ra thì các bạn tách làm đôi như vậy nhé. Khi mình ngâm sấu ngâm mắm này thì các bạn có thể dùng để mình thay ăn cà hoặc là dưa nhé. Cà với dưa thì sẽ không tốt được bằng các bạn ăn sấu ạ. Và sấu lại cung cấp rất nhiều các loại vitamin và khoáng chất. Đấy các bạn, khi mình đã cắt xong cái phần sấu rồi các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ bốc với phần tỏi để mình cũng cho vào để mình ngâm, và sau đó mình đem đi mình rửa ấy ạ. Các bạn có thể trần qua phần sấu hoặc là mình không trần thì để, nếu mà trần qua phần sấu ấy, nhiều lúc mình trần hơi quá một tẹo thì nó sẽ làm cho cái sấu của chúng ta không được giòn đấy. Thì các bạn có thể là mình phơi qua, tức là để cho ráo nước đi là được các bạn nhé, khô hết cái phần nước còn sống là được. Khi mình ngâm được 10 phút phần sấu rồi, các bạn sẽ vớt ra mình đem rửa lại nhé. Khi mình rửa xong rồi nhé, các bạn sẽ cho mình ra một để mình hong khô một chút các bạn nhé. Và trong lúc ấy thì các bạn sẽ thái cho mình cái phần sấu ra. Ớt các bạn cũng cắt ra cho mình làm đôi làm ba nhé, và mình bỏ cái phần cuống đi. Với lửa cân sấu thì các bạn chuẩn bị cái nồi cho mình, và mình cho vào đây 200ml nước nhé. Và nước mắm các bạn có thể dùng mắm Nam Ngư hoặc là tùy theo mắm gì mà các bạn có thể dùng. Và mắm thì các bạn sẽ cho mình gấp đôi nước, là 400ml nước mắm các bạn nhé.
Các bạn cho mình vào đây một thìa cà phê hay là thìa bột muối nhé. Nếu bạn nào bị tiểu đường không thích dùng đường thì thôi nhé, còn không có mình cho một ít đường vào để cho nó tránh cái tình trạng bị là chua quá nhé và hé quá của mắm. Đây các bạn cho mình thìa đường với nửa cân sấu nhé. Và bây giờ mình sẽ đun sôi lên. Các bạn chuẩn bị cho mình những cái hũ thủy tinh này để mình cho sấu vào nhé. Nồi mắm này các bạn sẽ đun sôi cho mình và mình sẽ để cho nó nguội hẳn nhé, để sau đó mình mới làm tiếp nhé. Khi sấu mình phơi nhé, được một lúc rồi nó đã khô hết như thế này, khi sấu không còn cái nước ở trong sấu khi chúng ta rửa ấy thì nó sẽ không bị lên màng lên váng nhé. Đây là một bí quyết để chúng ta làm sấu cũng như là chúng ta muối dưa cà ấy, mình có ít nước thì hôm qua lắng cái thì nó sẽ xe cái bề mặt đi, ăn sẽ giòn ngon ạ và không bị mềm nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình cái hũ và mình sẽ cho phần sấu vào nhé. Ăn nhiều thì chúng ta sẽ làm nhiều nhé, tùy theo sở thích của mỗi gia đình. Các bạn cho mình tỏi ớt lên trên nhé. Chúng ta thích ăn ớt xanh hay ớt đỏ thì tùy theo, ớt xanh thì nó có độ giòn ngon lạ của ớt xanh mà ớt đỏ thì có độ không độ giòn bằng nhé. Mỗi cái loại nó thơm một kiểu ấy ạ. Khi cái nồi nước mắm mình đun nó đã nguội rồi thì giờ các bạn sẽ chắt nước mắm vào cho mình nhé. Các bạn cứ cho ngập mắm là được ạ, không cần phải gì cả. Mình mà đổ luôn mắm ở chai vào ấy thì nó sẽ bị chua quá, bị mặn quá khé nhé. Mình pha thêm đường và nước như vậy thì nó sẽ ngon hơn ạ. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách làm sấu ngâm mắm đường tỏi ớt các bạn nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video mới nhất của mình nhé. Và mình có thể đậy kín nó lại. Các bạn để cho mình từ 3 ngày đến 1 tuần là chúng ta có thể lấy ra để sử dụng được ạ.